Dạ rồi, em xin kính chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh nha. Thì sáng hôm nay là mùng 10, là ngày đầu năm. Thì nói chung hàng năm thì tới cái ngày mùng 10 đầu năm thì bà con mình hay cúng những cái món như là cá lóc nướng nè, thịt heo quay, rồi những món để cho sự may mắn đầu năm. Thì hôm nay em cũng có mặt tại chợ Hàng Ngọ Ba Bầu để em review, chia sẻ đến cô chủ anh chị mình món cá lóc nướng. Ở đây thì cô chủ anh chị mình thấy cá lóc nướng này rất là tuyệt vời, con rất là bự bự. Sáng giờ em nướng không? Khoảng mấy trăm con rồi? Em nhớ nhiều lắm rồi. Nhiều lắm rồi hả? Một con vậy là theo giá cả là lớn nhỏ em ha? Con lớn là mình khoảng nhiêu em hả? Cá đây tuyệt vời, đây là chợ ở Ba Bầu. Bà con sáng hôm nay thì em thấy bà con đến mua cá cũng rất là nhiều. Cô chú anh chị mình thấy nè. Dạ, hôm trước thì mấy chị cũng có để bán cá lóc nướng, thịt heo quay. Thì chợ hôm nay thì chợ mùng 10, chợ ở Ba Bầu. Cô chú anh chị thấy rất là đông nè. Rất là đông bà con đi chợ mua về cúng đầu năm mùng 10. Thì đặc sản ở đây thì vẫn là món cá lóc nướng. Về mình cúng ông thì ông thần tài đầu năm rất là ngon, quá tuyệt vời. Hoàng con đó chắc ký mấy á hả? Bự ghê. Còn ký mấy không nha? Đó, thì vẫn có tiếp tục bà con đến mua cá lóc nướng là ngon. Cứ đầu năm ngày mùng 10 là bà con ghé mua cá lóc nướng, thịt heo quay để về cúng ngày mùng 10 đầu năm. Ở đây cá lóc nướng thì hết chỗ che rồi, còn quạt nướng cá rất là ngon. Nó vàng hết vậy là chín rồi đó em ha. Ồ, quá ngon ha. Nhiều con rất là bự luôn. Nhiều con rất là bự luôn. Đây thật sự vỡ trận luôn rồi. Bà con đến mua đây chị bán hai món luôn. Vừa cá lóc nướng, vừa thịt heo, heo quay nữa nè. Hôm nay thì heo quay cũng rất là ngon luôn. Mọi người cùng hợp vậy đó. Về cùng đây là chợ chợ Ngõ Ba Bầu, thuộc vào Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cá em nướng ngon ghê ta. Sáng giờ nướng liên tục. Phải nói là mấy trăm con. Tiếp tục bà con đã vô mua nữa nè. Vẫn là heo quay và cá lóc nướng, tôm. Hôm nay bán cái gì cũng hôm qua cá lóc nướng nè, thịt heo quay rất là ngon. Cô chú anh chị biết rồi, chợ mùng 10 thì rất là đông, bà con đi mua về cúng đầu năm ngày mùng 10. Dạ kinh nhóc hợi với Sài, dạ nhóc hợi với Sài Gòn đó đây chị. Thịt heo nãy nhà mình quay luôn hả chị? Quà ngon quá ha. Thì cá lóc thì bữa nay giá là tùy theo con lớn nhỏ chị ha. Dạ.
thịt heo là bữa nay 300 mấy ha. Chợ rất là đông nha. Và bà con đi chợ thả ba bầu xuống thì mới thấy nè. Hôm nay bông hoa, cá lóc nướng, thịt heo quay. Chúc cho bà con bạn mua. Nửa tiếng mới con cá lóc này chín. Chợ hôm nay là chợ đầu năm, chợ đầu năm, chợ mùng 10. Con cá lóc thì thêm một bịch rau. Một con cá lóc là mình cho bịch rau vậy cô hả? Dạ. Bán 4-5 người luôn nha, nướng bán liên tục. Chợ bây giờ thì chợ này thì bây giờ mới đông cô chú anh chị. Đây là chợ ngã ba bầu thuộc huyện Hóc Môn. Và bán cá bự ghê. Phi mấy không á? Dạ. Phi mấy. Tiếp tục ra bà con. Heo qua thì này nó cũng có giá khoảng 400 ký, 400-450 ký. Năm ngày 10 mà thịt heo qua có giá 400-450 ký nha. Nhóc Hợi tới Sài Gòn đó đây, kênh Nhóc Hợi rồi kênh Sài Gòn đó đây. Rất là ngon ha, nướng rất là ngon. Chợ giờ bắt đầu mới đông, chợ này bắt giờ đó bắt đầu mới đông không? Đông bảy mấy tám giờ. Để lại tiếp tục bà con cũng ghé ủng hộ cá lóc nướng. Đây bán rất là dễ thương. Một con cá lóc rồi cho thêm bịch rau để nên bà con mình khỏi cần phải mua rau nha. Đồng là vẫn mua thịt heo quay. Thịt heo quay hôm nay ngày mùng 10 có giá 400-450 ký. Có giá thịt heo quay có giá dao động từ 400-450 ký. Cá lóc 80-120-150 ký con tùy theo lớn nhỏ. Chợ đầu năm thì cô chú anh chị thấy thì cái gì nó cũng hơi cao, rất là ngon. Thì em cũng cố gắng đi review chia sẻ đến cô chú anh chị mình trong những câu chuyện đời sống của bà con trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như thế nào. Những anh chị nào chưa đăng ký kênh nhớ ủng hộ em một nút đăng ký kênh nha. Thì cô chú chị thấy thì bà con bạn ghé liên tục mua cá lóc nướng, thịt heo quay rất là đông. Bà con ghé tiếp tục bà con ghé đông thì
buổi sáng sớm, lớn nhỏ tùy theo lớn nhỏ 80, 100, 120. Rồi thì video này em cũng xin tạm dừng ở đây, hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo, like và chia sẻ cho em nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi nha.